Paul Bertram đỏ sắc cùng chính chị chồng, tiết lộ được cưng nhất. Nữ diễn viên lời nguyền lúc không giờ xinh đẹp trong ngày trọng đại, chia sẻ nhà không có gì ngoài chính chị chồng khiến cho dân tình thích thú. Đám cưới của Hồ Bích Trâm nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng những ngày vừa qua. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc áo dài cưới trắng, khoe nhan sắc đầm thắm mặn mà. Người đẹp quê Quảng Ngãi sau thời gian khá dài giấu mặt chú rể cũng đã chủ động công khai hình ảnh chồng. Mới đây, cô nàng cũng vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc bên các chị gái của ông xã với người hâm mộ. Vào trưa ngày 7 tháng 5, Hồ Bích Trâm cập nhật hình ảnh đám cưới bằng bức ảnh chụp cùng chính chị chồng trên trang cá nhân. Cô hào hứng viết, nhà không có gì ngoài chính chị chồng sành điệu, xì tin dâu và rất tâm lý. Bé Út Trâm được cưng nhất. Dường như lo sợ khán giả hoang mang về số lượng chị chồng đông đảo, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm đã nhanh chóng cập nhật thêm, chị ruột chồng em á, vui tánh và còn sành điệu, nay cho lên sóng luôn. Hồ Bích Trâm thông báo kết hôn khá là đột ngột và cũng không chia sẻ nhiều về ông xã. Chính vì vậy mà dàn cô bên chồng hào tráng của cô nàng khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ. Điều khiến cư dân mạng thích thú hơn là các chị ăn diện vô cùng nổi bật trong đám cưới của em trai Út. Không những lựa chọn áo dài truyền thống đồng bộ mà còn chịu chơi, đầu tư mỗi người mặc một màu. Đứng cạnh em dâu là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng các chị không hề lép vế nhờ vẻ ngoài sang trọng quý phái. Hình ảnh đỏ sắc của Hồ Bích Trâm với chính chị chồng sau khi được đăng tải nhận về lượt yêu thích và bình luận khủng từ cư dân mạng. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ nữ diễn viên vì gia đình chồng đông chị em. Bên cạnh đó, mọi người cũng gửi nhiều lời chúc mừng đến cô. Một số bình luận nổi bật: các bà chị chồng nhìn dễ thương, mỗi người một màu áo dài mới chịu cơ. Dâu Út Trâm sướng nha, nhà toàn chị chồng vui tính xì tin. Nay tới chính chị chồng, mình có năm bà cười muốn sản luôn, chính bà chắc cười tét nách. Dàn ơi, giặt bên ngô đẹp quá, chúc Trâm luôn hạnh phúc nhé. Được nguyên dàn chị chồng như vậy, thích quá chị ơi, sau này về đông vui lắm nè. Sau đám cưới tại quê nhà Quảng Ngãi thì ngày 7 tháng 5 Hồ Bích Trâm và chồng tiếp tục tổ chức rước dâu tại Gia Lai. Nữ diễn viên diện áo dài trắng cách tân, rạng rỡ sánh đôi bên chú rể, nhan sắc của cô nàng qua ống kính của người dân đi đường cũng nhận rất nhiều lời khen ngợi vì rất xinh xắn.